Xin chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với chương trình tin tức của chúng tôi ngày hôm nay. Kính thưa quý vị và các bạn thân mến, báo Mỹ cảnh báo Trung Quốc đã sẵn sàng xâm lăng Việt Nam. Trung Cộng đã lập căn cứ khổng lồ gần biên giới Việt Nam để sửa soạn, bắn hàng loạt hỏa tiễn vào đồng chí anh em phía Nam nếu chiến tranh xảy ra. Để xâm lăng Việt Nam, Trung Quốc đã xây dựng một căn cứ quân sự khổng lồ cách biên giới Việt Nam 10 km trong tỉnh Quảng Tây, với các nhà kho và doanh trại mà các mái nhà di động cộng lại bao trùm 50 mẫu. Đó là nội dung trong bài viết của David Archibald trên báo điện tử American Thinker. Tác giả David Archibald khuyến cáo người bạn Việt Nam về những đồng chí anh em khổng lồ phương Bắc của họ đã và đang làm gì, dù bề ngoài vẫn đưa ra những lời nào cũng muốn làm sâu sắc hơn mối quan hệ song phương, nhất lại là có sự ràng buộc cùng ý thức hệ cộng sản. American Thinker có trụ sở ở El Cerrito, phía đông bắc vùng vịnh San Francisco, phân tích các thông tin phục vụ dư luận nước Mỹ quan tâm về các vấn đề phức tạp của Hoa Kỳ và thế giới. Tác giả, cơ sở doanh trại khổng lồ gần biên giới Việt Nam được dùng để che giấu các đơn vị thiết giáp và pháo binh để vệ tinh do thám không nhìn thấy, di chuyển chúng vào ban đêm. Đồng thời, các vị trí pháo binh dọc theo biên giới giữa hai nước đã được chuẩn bị sẵn sàng, tác giả. Khoảng 2 cây số phía bắc của căn cứ quân sự khổng lồ nói trên, Trung Quốc đã xây dựng những tòa nhà rộng trên 8 mẫu trông giống như chúng được dùng để che giấu những dàn hỏa tiễn tầm trung IRBM di động để từ đó đưa tới gần biên giới khi chuẩn bị tấn công. Các dàn hỏa tiễn IRBM có tầm bắn từ 3.000 đến 5.500 km sẽ bao trùm cả nước Việt Nam. Từ kinh nghiệm tiếp vận khó khăn của cuộc chiến biên giới năm 1979, Trung Quốc đã làm một xa lộ dài 85 km từ phía nam thị trấn Zhongzhou trong khu vực Quảng Tây Trang dẫn đến biên giới Việt Nam. Theo tác giả bài viết, căn cứ trên hình ảnh vệ tinh Planet Black, trục lộ này vẫn chưa hoàn tất nên nhiều phần Trung Quốc sẽ chưa tấn công nếu nó chưa xong. Tác giả cho hay có hai lý do để Trung Quốc tấn công Việt Nam khi hai nước xảy ra chiến tranh. Thứ nhất, Bắc Kinh muốn cho các đơn vị lục quân cũng được hưởng hào quang chiến thắng thay vì chỉ để cho hải quân và không quân cái vinh dự này. Thứ hai, buộc Việt Nam phải từ bỏ 17 căn cứ quân sự trên các đảo tại quần đảo Trường Sa. Tuy còn có cả Philippines, Malaysia và Brunei cũng tranh chấp và cũng có quân đóng ở một số đảo, nhưng chỉ có Việt Nam là tổ chức chuẩn bị chống trả cứng rắn nhất. Nếu cho các đơn vị đổ bộ tới đánh chiếm thì khó tránh khỏi tổn thất nghiêm trọng. Nếu Trung Quốc thành công khi đánh chiếm một số tỉnh phía Bắc, nhiều phần họ sẽ buộc Hà Nội phải rút bỏ các quần đảo Trường Sa như điều kiện để ngừng chiến và lấy lại các tỉnh đã bị chiếm đóng. Đấy chỉ là những suy luận của tác giả David Archibald dựa trên những gì ông thấy Bắc Kinh đang chuẩn bị tại khu vực biên giới Việt Nam-Trung Quốc trong tỉnh Quảng Tây. Suốt 3 tháng qua, Trung Quốc đưa các đoàn tàu tới vùng biển đặc quyền kinh tế của Việt Nam liên tục khiêu khích, cản trở và đe dọa các hoạt động khai thác và thăm dò dầu khí của Việt Nam, dù Hà Nội đã nhiều lần phản đối. Mới đây, thấy có tin Bắc Kinh đang cho giàn khoan nước sâu tối tân và lớn nhất của họ, Hải Dương Jishu 982, tới Biển Đông. Báo Trung Quốc khi đưa tin này không cho biết nó sẽ cắm ở vùng nào. Một số nhà phân tích cho rằng nếu nó đến vùng biển tranh chấp, nó sẽ tạo thêm căng thẳng hơn nữa giữa Việt Nam và Trung Quốc. Và biết đâu nếu không phải là Bắc Kinh cố chọc cho Hà Nội tức đến độ không nhịn được nữa thì chiến tranh sẽ xảy ra. Trước đó, hôm 8 tháng 7 năm 2019, bà Nguyễn Thị Kim Ngân, Chủ tịch Quốc hội Cộng sản Việt Nam, dẫn đầu một phái đoàn đông đảo chức sắc cấp cao thăm viếng Trung Quốc. Thông tấn xã Việt Nam đưa tin nói rằng chuyến đi của bà sang Bắc Kinh gặp Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình để tăng sự tin cậy chính trị. Bà đến gặp ông Tập Cận Bình, hai bên chụp tấm hình bắt tay tươi cười để tuyên truyền. Cũng là lúc các tàu
Cảnh sát biển kiểm ngư của Việt Nam đang phải chống đỡ khó khăn với các tàu hải giám, hải cảnh của Trung Quốc ở bãi Tư Chính. Từ năm 111 trước công nguyên, thỉnh thoảng Trung Quốc lại xâm lược Việt Nam. Người Việt Nam đã viết được những trang sử lâu dài và hào hùng về cuộc chiến đấu chống những cuộc xâm lăng của Trung Quốc, bắt đầu từ hai chị em bà Trưng năm 39 sau công nguyên. Nhà lãnh đạo Việt Nam gần đây nhất đứng lên đánh đuổi các lãnh chúa Trung Quốc ra khỏi đất nước là Lê Lợi, lãnh đạo một cuộc khởi nghĩa chống lại nhà Minh vào năm 1428. Trung Quốc đã tấn công một lần nữa vào năm 1979. Phía sau sự kiện đó là Khmer Đỏ ở Campuchia, không chỉ giết chết phần tư dân số nước này mà còn đàn áp Việt kiều sinh sống ở đó. Việt Nam tràn vào Campuchia nhằm ngăn chặn vụ giết người hàng loạt này. Chế độ diệt chủng Pol Pot lãnh đạo là quốc gia khách hàng của Trung Quốc và Trung Quốc không đồng ý loại bỏ chế độ này. Cho nên Trung Quốc đưa quân xâm lược Việt Nam nhằm dạy cho Việt Nam một bài học. Đặng Tiểu Bình, nhà lãnh đạo Trung Quốc lúc đó còn sử dụng cuộc chiến tranh nhằm củng cố quyền kiểm soát quân đội Trung Quốc. Trung Quốc tấn công, giết người, phá hoại rồi rút lui sau mấy tuần lễ, họ tiến hành chính sách đốt sạch trên đường rút lui. Việt Nam đưa các đơn vị thiện chiến của họ về bảo vệ Hà Nội. Thất bại của Trung Quốc chủ yếu là do các đơn vị dự bị. Một trong những vấn đề lớn của Trung Quốc trong cuộc chiến tranh này là không có đường xá để đưa vũ khí, khí tài lên mặt trận. Năm 1979, Trung Quốc tiếp tục tấn công với các trận đánh lớn vào các năm 1980, 1981, năm 1984 và 1987, khi Đặng Tiểu Bình luân chuyển các đơn vị ra mặt trận để họ có kinh nghiệm chiến đấu. Các cuộc tấn công cuối cùng của Trung Quốc diễn ra vào năm 1989, chủ yếu là bằng pháo binh. 30 năm đã trôi qua và Việt Nam tiếp tục đến viếng người thân bị cuộc xâm lăng của Trung Quốc giết hại. Việt Nam nghĩ rằng Trung Quốc đang chuẩn bị tấn công một lần nữa. Do địa lý, cuộc tấn công lần này rất có thể sẽ diễn ra trên cùng một trục với cuộc tấn công năm 1979. Một số sĩ quan quân đội Việt Nam tin rằng họ sẽ hy sinh trong cuộc chiến tranh sắp tới. Xin xem lại tình tiết từ quan điểm của Trung Quốc. Cuối cùng, Trung Quốc muốn thống trị cả thế giới. Trở ngại lớn nhất của Trung Quốc bây giờ là Hoa Kỳ. Trong ngắn hạn, Trung Quốc muốn chiếm hai chuỗi đảo ở phía đông nước này, chuỗi bên trong kéo dài từ Okinawa đến Philippines và chuỗi bên ngoài kéo dài tới tận đảo Guam. Nước này cũng muốn sở hữu tất cả Biển Đông và có thể không cho quân đội các nước khác đi qua vùng biển này. Đây là những mục tiêu ngắn hạn. Để đạt được mục tiêu này, Trung Quốc đã xây dựng một căn cứ trực thăng trên quần đảo Nenjing gần quần đảo Senkaku của Nhật Bản. Căn cứ này là để tiếp nhiên liệu cho các máy bay trực thăng trên đường tấn công Senkaku. Để xâm lược Việt Nam, Trung Quốc đã xây dựng một căn cứ lớn cách biên giới Việt Nam 10 km ở 24 độ 24 vĩ Bắc và 106 độ 42 kinh độ Đông với các nhà kho và trại lính rộng đến 50 mẫu Anh. Để vệ tinh không nhìn thấy xe bọc thép và pháo binh, người ta đã đưa các đơn vị này tới căn cứ này vào ban đêm. Trung Quốc cũng đã đặt pháo dọc biên giới và cách một dặm về phía đông bắc của tổ hợp doanh trại lớn này. Trung Quốc còn xây dựng những tòa nhà trên khu vực rộng 8 mẫu Anh, dường như để chứa các IRBM, tên lửa đạn đạo, được huy động lên biên giới nhằm chuẩn bị cho cuộc tấn công. Tầm bắn tối đa của chúng tới tận bờ biển của Việt Nam. Trung Quốc vẫn nhớ bài học về hậu cần trong cuộc chiến năm 1979. Trung Quốc đang xây dựng xa lộ dài 50 dặm từ phía nam Sùng Tạ đến thị trấn Vô Thi Ung gần biên giới Việt Nam. Hình ảnh là từ Planet Lab cho thấy đường cao tốc này chưa được xây dựng xong, Trung Quốc có khả năng sẽ không tấn công trước khi khánh thành con đường này. Để so sánh hình ảnh vệ tinh phía eo biển Đài Loan không cho thấy bất kỳ sự chuẩn bị nào cho trận chiến với Đài Loan, không nhìn rõ một cái gì, nó tương tự như sân bay trực thăng hoặc bệ phóng tên lửa và đây được cho là trận chiến khó khăn nhất đối với Trung Quốc.
Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã nói về việc quân đội Trung Quốc phải sẵn sàng chiếm Đài Loan vào năm 2020, nhưng không thấy người ta vận chuyển đất hay làm đường bê tông để giúp thực hiện việc này. Dường như đây là vụ lừa dối kinh điển của Trung Quốc. Lực lượng của Trung Quốc sẽ bị dàn quá mỏng nếu họ tấn công vào Đài Loan, trong khi họ đã làm tất cả các việc khác mà họ cần làm để thu được thành công. Đài Loan có thể từ chối đánh nhau nếu không bị tấn công bằng vũ lực, họ có thể chỉ cần đợi. Trung Quốc có khả năng tấn công Đài Loan bằng sóng vô tuyến được phát ra bởi hệ thống radar đặt trên đỉnh núi Shenzhen. Hệ thống này có thể nhìn thấy tất cả các hoạt động trên không ở sâu trong nội địa Trung Quốc tới 5.000 km. Trung Cộng đang quảng bá chiến tranh với dân chúng nước này, nói rằng đấy là cuộc chiến giành ưu thế cho người Hán. Họ quay trở lại với Nhật Bản vì sự tàn bạo trong Thế chiến thứ hai. Họ chỉ cho dân chúng thấy rằng có thể thắng Hoa Kỳ và giám sát Uthmen-sen, các dân tộc hạ đẳng trong các nước phương Nam. Tấn công những người đồng bào Trung Quốc ở Đài Loan sẽ là thông điệp quá phức tạp và không còn ai chết vì chủ nghĩa cộng sản nữa. Đài Loan có thể bị bao vây và sau đó bị phong tỏa cho đến chết buộc phải đầu hàng. Có hai lý do vì sao có nhiều khả năng là Trung Quốc sẽ tấn công Việt Nam trong cuộc chiến tranh tiếp theo. Một là nó sẽ trao cho bộ binh Trung Quốc vai trò trong cuộc chiến tranh mà nếu không làm như thế, tất cả vinh quang sẽ thuộc về hải quân và không quân. Lý do thứ hai là sẽ buộc Việt Nam phải rút khỏi 17 căn cứ quân sự ở trên các đảo ở Biển Đông. Các quốc gia khác trong đó có Malaysia, Brunei cũng có căn cứ trên Biển Đông, nhưng Việt Nam là nước quyết tâm nhất trong việc bảo vệ những căn cứ trên Biển Đông của mình. Các lực lượng đổ bộ của Trung Quốc có khả năng bị thiệt hại nặng nề trong khi tìm cách chiếm những căn cứ này. Nếu Trung Quốc chiếm được lãnh thổ ở miền Bắc Việt Nam, có khả năng họ sẽ buộc Việt Nam phải rút khỏi các căn cứ trên những hòn đảo ở Trường Sa như là điều kiện để trả lại vùng lãnh thổ bị chiếm trên đất liền. Việc Trung Quốc đe dọa xâm lược tạo ra một số tác động tốt với Việt Nam, đó là buộc Đảng Cộng sản Việt Nam phải mở cửa đất nước hơn nữa về kinh tế để có cơ sở kinh tế lớn hơn nhằm chống lại bá quyền Trung Quốc. Một vấn đề lớn đối với Trung Quốc là tất cả các nạn nhân mà nước này nhắm tới sẽ đoàn kết chống lại ngay khi Trung Quốc khởi chiến. Nhật Bản biết rằng họ phải thắng trong cuộc chiến tranh hoặc sẽ bị Trung Quốc vĩnh viễn khuất phục. Một trong những biện pháp tăng cường sức mạnh cho Nhật Bản trong cuộc xung đột này là làm họ tự tin hơn là trả lại 331 kg plutonium được làm sạch ở mức có thể sản xuất vũ khí mà Obama dưới áp lực của Trung Quốc đã buộc họ phải từ bỏ năm 2016. Việt Nam sẽ là nước duy nhất bên phe đồng minh phải chiến đấu trên bộ với Trung Quốc. Việt Nam càng giúp đỡ hoặc đề nghị giúp đỡ và được coi là giúp đỡ Hoa Kỳ trong trận chiến trên không, trên biển với Trung Quốc, thì Hoa Kỳ càng có nhiều khả năng sẽ giúp Việt Nam trong cuộc chiến trên bộ. Đấy sẽ là không quân chiếm lĩnh không gian bên trên địa trận địa và cung cấp một số thiết bị công nghệ cao hơn nhằm phá vỡ bước tiến của Trung Cộng. Thả dù từ trên không, vũ khí chống tăng, bom giải thảm và tên lửa chống tăng từ AT-4 tới Raytheon BGM-71 Thao, Việt Nam có thể đã làm được tên lửa chống tăng có điều khiển theo kiểu Hornet của Nga, loại vũ khí có tác dụng rất lớn ở Syria. Việt Nam nên mời các sĩ quan cao cấp của quân đội Hoa Kỳ tới thăm các tỉnh sẽ là chiến trường trong tương lai như Lạng Sơn, Cao Bằng, Hà Giang, đề nghị họ tham gia phòng thủ những khu vực này. Quân đội Hoa Kỳ nghĩ rằng họ sẽ bỏ lỡ cuộc chiến ở Thái Bình Dương. Họ sẽ không bỏ lỡ nếu có căn cứ tên lửa trên bờ biển Việt Nam và tư vấn những biện pháp tốt nhất nhằm phá hủy đoàn xe bọc thép của Trung Cộng. Họ sẽ thích thú nếu được yêu cầu tham gia. Bộ trưởng Quốc phòng mới của Hoa Kỳ là Mark Esper nói rằng ông muốn triển khai IRBM, tên lửa đạn đạo có tầm bắn 500 km ở châu Á trong vài tháng tới.
Bộ binh nói rằng họ muốn tham gia đánh chìm các con tàu bằng hệ thống tên lửa đặt trên đất liền. Có hai địa điểm phù hợp cho những tên lửa này, đó là quần đảo Palawan và Luzon của Philippines ở bờ đông của Biển Đông và bờ biển Việt Nam từ vịnh Cam Ranh đến Đà Nẵng. Bố trí như thế sẽ tạo ra khu vực ở Biển Đông mà tàu và máy bay Trung Quốc vào là bị tấn công từ mọi phía. Vịnh Cam Ranh cách các hòn đảo đang tranh chấp ở Trường Sa từ 500 km đến 750 km. 6 nước trong đó có Trung Quốc đang tranh chấp chủ quyền trên những hòn đảo này. Trung Quốc còn xây dựng mấy đảo nhân tạo trong khu vực gần đó. Đà Nẵng cách sân bay và căn cứ hải quân của Trung Quốc trên quần đảo Hoàng Sa 400 km và cách căn cứ lớn của Trung Quốc trên đảo Hải Nam 300 km. Như cuộc tấn công gần đây ở Ả Rập Saudi cho thấy có khả năng sẽ diễn ra những cuộc tấn công qua lại bằng máy bay không người lái, tên lửa hành trình cũng như tên lửa đạn đạo giữa các căn cứ của Trung Quốc trên những hòn đảo đang tranh chấp ở bờ biển Việt Nam. Và sau khi chiến tranh kết thúc, quan trọng là phải thiết lập các điều kiện cho một nền hòa bình lâu dài. Trước hết, Hoa Kỳ phải chiếm những hòn đảo nhân tạo của Trung Quốc ở Biển Đông. Không có nước nào được tham gia vào việc này. Thứ hai, Trung Quốc phải bị thu hẹp trở về biên giới năm 1949 trước khi họ xâm chiếm Tây Tạng và chiếm giữ những vùng đất của Ấn Độ. Thứ ba, tất cả các tài sản ở nước ngoài của nước này, bao gồm mọi thứ thuộc quyền sở hữu của người Trung Quốc, sẽ bị tịch thu để trả tiền bồi thường chiến phí. Thứ tư, tất cả các khoản nợ được tạo ra sẽ bẫy các quốc gia khác trong chương trình Một vành đai một con đường sẽ bị hủy bỏ. Thương mại với Trung Quốc thời hậu chiến phải giảm đến mức tối thiểu. Người Trung Quốc sẽ chỉ sử dụng thương mại nhằm xây dựng đệ tam đế chế và lập kế hoạch cho cuộc trừng phạt khác. Trung Quốc có thể trở thành đám đông sôi sục vì oán hận, nhưng đấy là vấn đề của họ. Họ phải được thức tỉnh để không nghĩ tới việc khởi động một cuộc chiến nữa. Làm sao chúng ta có thể chắc chắn rằng cuộc chiến tiếp theo đang đến gần, chứ chưa nói tới việc thảo luận về cuộc chiến sẽ sau đó, vì Trung Quốc không ngừng quấy rối Nhật Bản. Các cuộc xâm nhập của Trung Quốc vào vùng biển Nhật Bản ổn định ở mức 12 lần trên một tháng. Đây là biểu hiện của lòng căm thù và oán hận của Trung Quốc. Nếu các vụ xâm nhập không giảm xuống bằng không, chiến tranh đang đến gần với châu Á. Xin chân thành cảm ơn thời gian theo dõi của quý vị và các bạn đã dành cho chương trình của chúng tôi đến phút cuối. Hãy để lại những lời bình luận góp ý ở phía bên dưới video để giúp cho chúng tôi thực hiện các chương trình kế tiếp một cách tốt hơn. Hãy bấm vào nút chia sẻ để cho thông tin được lan tỏa đến với nhiều người hơn. Hãy bấm vào nút đăng ký để trở thành thành viên tích cực của kênh. Hãy bấm vào hình quả chuông bên cạnh nút đăng ký để nhận được những thông báo nhanh nhất, sớm nhất về các chương trình của chúng tôi sắp phát hành. Xin chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình kế tiếp của chúng tôi.